những lỗi cơ bản được khắc phục 100%. Thì sau này anh em nào mà sử dụng Y 2023, 2024, đời máy mới, là cái đời các bạn thấy nắp nồi nó nhỏ nhỏ, nắp lửa nó nhỏ nhỏ vậy nè, là xe đời mới đó, thì các bạn có thể kiếm em. Nó sẽ có những lỗi cơ bản gì trên dòng xe này cần được khắc phục. Quay 2023, 2024, chủ xe mới mua luôn. Cái này là cuối 2023 rồi nha các bạn. Thì chủ xe nhờ mình là kiểm tra những lỗi cơ bản, khắc phục và làm trong ngày. Bởi vì anh trai đến từ Cần Thơ thì làm xong rồi lấy luôn á. Bây giờ mình sẽ làm những gì? Bây giờ đầu tiên á là về vấn đề là chạy thử. Một cái xe mà mới vậy thì chắc chắn là không bị hư rồi các bạn. Nhưng mà những chủ xe người ta muốn là làm cho nó ngon hơn. Thì mình chạy mình thấy xe này hú số 2, số 3 rất là lớn nha. Đó, thì để coi thử còn ngoài cái đó ra còn những cái gì để khắc phục hay không. Quay Y 2023, 2024, những cái xe này là những cái xe mới ha. Thì bây giờ nó là xe mới, máy mới, công nghệ mới hết của hãng Honda. Nó sẽ không giống full mặt, full led gì hết. Và cách để mình tay chỉ cho các bạn nhận biết, sau này các bạn mà có điện thoại gọi cho tay á, thì các bạn nói vậy nè: xe anh đọc ốc 10. Đây, các bạn có bốn lỗ ốc nè. Các bạn đừng quan tâm là nó có xài lọc nhớt, không xài lọc nhớt gì hết nha. Mà ở phần đầu bò ở tí qua kia em, phần đầu bò nè, thì phần đầu bò của nó là bốn ốc này, là bốn ốc giống như mình đút cái tiếp 10 vô các bạn đó, đại khái là bốn ốc nhỏ đi. Còn bình thường những cái dòng 125 mình là bốn đầu ốc lớn, là bốn đầu ốc 12 đó. Và cái máy xe này là máy xe cúp mà đời mới có xài lọc nhớt nó y chang, nhưng mà xe này là không có lọc nhớt, xe cúp thì có lọc nhớt. Thiết kế nó là chung máy hết. Thì các bạn phân biệt ra mình là đời bốn ốc nhỏ hay bốn ốc lớn thôi cho nó gọn, chứ đừng có nói có lọc nhớt hay không lọc nhớt thì nó rối. Thì ngày hôm nay em quay clip này là ngày 7 tháng 3 năm 2024, thì chuẩn bị bắt đầu là mở ra một trang sử mới, mở ra cái chào lưu mới nữa nè, tranh cãi nè. Bây giờ là khắc phục lỗi cơ bản tiếp ha. Thì bây giờ làm sao mà nói với các bạn luôn, chìa khóa xe ai giữ tới? Những cái xe này là những cái xe mới 100% hết á, thì chắc chắn luôn là nó không hư, nó không hư gì hết ha. Rồi camera tới đây. Nhưng mà nó sẽ có lỗi. Đầu tiên cơ bản mình chạy mình vẫn thấy là cái bệnh hú nó vẫn còn. Cái này là 192 cây, là cái này cũng chủ xe chưa chạy đâu các bạn, mà là do là người ta gắn đèn nè, gắn thêm những cái phụ kiện đó mà cái xe nó đạt hiệu năng hơn. Dòng full led các bạn cũng biết rồi, hoặc quay Y mới này cái đèn của nó rất là không có sáng các bạn. Thì ảnh có gửi một số chỗ làm điện âm đồ trước, giờ tới tay là sẽ khắc phục về phần máy đó. Thì mình đã chạy qua tổng quan thì mình thấy là số hú nó vẫn giống cúp được thôi. Và thêm một cái mình sẽ làm cho cái này là mình mở ra kiểm tra nồi và sân cam mình xử lý như thế nào, mình sẽ cùng quay cho các bạn coi. Xử lý bộ ống 6 là sợi dây cam. Cái thứ hai nữa thì mời camera tới đây nè. Các bạn thấy lá bố mới, lá sắt mới luôn. Thì mình mới nói với các bạn cái câu là những cái xe này nè là nó sẽ mới sẵn là nó sẽ không hư. Thì bây giờ em sẽ thay vô là ba là sơ nặng, ba là sơ nhẹ. Mấy là sơ nào nè, em sẽ đi ba nặng ba nhẹ là một. Và một cái xe các bạn thấy là cho dù hãng ráp hay là mình ráp hay gì nè, nó vẫn có ba vớ, thì mình sẽ mở ra hết, mình vệ sinh sạch sẽ lại. Cái này đúng nghĩa là ba vớ luôn nha các bạn đó. Bởi vì sao? Bởi vì cái máy mới đó, nó sẽ có sự bào mòn, nó sự ma sát, cho nên bắt buộc nó phải ra. Thì giờ em mở ra em vệ sinh luôn, chứ không phải là hãng người ta ráp ẩu hay này kia đó. Rồi còn đây là đời cúp này nè, nó xài nhông thẳng đó, các bạn thấy quái không, chứ không phải là xài nhông xéo nha. Ơi xin lỗi đời quay Y nha, đời quay Y mình xin lỗi các bạn, đời quay Y bữa giờ em làm cúp đời mới nhiều quá em cứ nó lộn hoài. Nhưng mà cái cấu tạo bên trong thì nó giống hết, nó vẫn xài bố quá kèn ngắn nè, thì em sẽ đổi qua bố quá kèn dài lại đó. Rồi vậy là xong á. Thì mỗi xe nó sẽ có mỗi nhược điểm khác nhau, bây giờ em xin phép em tiến hành em làm đây. Ti này bắt đầu em sẽ fix lại, rồi bắt đầu em tiến hành em ráp vô. Là bên mâm lửa là mình sẽ làm cần nâng cam, ti bơm nhớt ống 6 đó, và mình sẽ ráp lại. Còn về phần bên đây thì mình không có mở ra hơn các bạn ha. Đây là cái xe quay Y. Thì các bạn hay thấy á, mình làm mình thay lá bố nồi thái, thì xe người ta sẽ thái thẳng rồi, và xe này là một xe mới nữa, thì dĩ nhiên là mình sẽ không thay lá bố đó. Và xe mới thì lá bố chưa hư, lá sắt chưa hư,
Chỉ có đây là ví dụ khi anh em mà tôn trọng mình á, hoặc là anh em mến mình, anh em chọn làm cái tiệm mình, thì ví dụ từ bố ba càng ngắn nè đó, thì em sẽ chuyển qua em xài bố ba càng dài. Thì đây là bố ba càng dài nè các bạn đó, đây bố ba càng ngắn, thì ngắn nó là dày mà dài nó là dày, rồi là một. Và trên xe nó sẽ có 6 lò xo, cái xe này nó 6 lò xo sẵn nha các bạn, ví dụ hai mặt nhôm nồi nè đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì em sẽ chuyển qua là em đi ba cái nặng ba cái nhẹ đó, thì cái này là zin trên xe màu hồng nè đó, em đi ba nặng ba nhẹ xen kẽ nhau đó. Rồi cái bơm nhớt, thì bơm nhớt cái dòng xe quay 125 này á, đời máy mới nó sẽ khác với lại cái bơm nhớt xe cúp 125 đời máy mới nha các bạn. Cúp xài lọc nhớt, cái bơm hai bơm nhớt nữa không xài chung được, thì các bạn phải phân biệt rõ là mình đi xe đời nào. Sau này á, hãng Honda nó ra chi là cùng một máy nhưng mà nó hơi rắc rối, nó khác bố nồi, nó khác chuồng heo, nó khác bơm nhớt rồi đó, chứ không phải là cứ thấy cái máy mới là nó giống nhau hết 100% nha. Thì nó dành cho anh em nào mà nhiều kinh nghiệm thì mình sẽ phân biệt nó. Rồi, và chủ xe ở đây là sẽ chọn là gắn một cái cam và một cái kim luôn. Thì cam và kim của xe quay Y 2023 và cúp 2023 mình đều có đầy đủ. Nói chung là mọi dòng quay, mọi dòng cúp á là em sẽ có cam và kim hết để phục vụ cho các bạn. Cái cam này vô á thì nó sẽ chạy nhẹ nhàng đồ hơn, kim thì nó sẽ giúp xe các bạn phun đủ xăng hơn. Còn về cái bơm nhớt á, nó bơm nhớt mạnh hơn, anh em đi nội ô, nội thành, đi đường dài đều mát máy hết, rất là hiệu quả. Còn về tầng cần bên sân cam, à thằng Tý nó ráp vô rồi thì mình sẽ fit lại bên sân cam luôn. Thì hồi nãy em có quay cho các bạn á, rồi em cảm ơn các bạn nhiều. Đã máy quay Y 2023, 2024 xài chung với xe cúp lọc nhớt đó. Xe này các bạn được chủ xe có yêu cầu mình là chạy hú luôn đó, với lại có gắn cam gắn kim. Thì giờ mình sẽ gỡ ra, mình đo thông số cam rồi lại, và tất cả ốc ác là mở là kỹ hết nha các bạn nha. Xe này các bạn nè, chảo tròn quay à, bê tông nó cũng lạ nữa đó. Thì bây giờ bắt đầu là em giật cái lồng ra nha, cái này mới rớt cái đầu ra ha. Các bạn thấy cái bơm nhớt các bạn đó, mình chỉ cho các bạn coi đó, Việt Nam mình chớ là xưa nha đó, Thái Vinh nó có sẵn nè đó, đọc không. Rồi cảm ơn các bạn nhiều. Chào các bạn, em chỉ một máy rồi các bạn coi, máy do nó 102.46 gớm không, máy do cho bá gì như do đôn nữa. Chào bá luôn các bạn, mã bê tông 26 bên nè, đó là báo km của nó các bạn. Chào các bạn, thì máy này mình vừa ráp lại xong ha. Thì sau thất bại bộ số là nó không có bất cứ bộ số nào khác giống với lại cái xe quay 2023 và xe cúp 2023. Thì bây giờ là cái này là mình sẽ không tính tiền khách, cái này là mình sẽ thử thôi. Ở đây là có một cặp nhông nồi cúp, thì nhông nồi cúp nó là nhông xéo đó, còn nhông nồi xe quay của mình á là nhông nồi thẳng. Thì xéo là sao mà thẳng, là sao thì các bạn thấy nè, đây đây là nhông nồi thẳng, còn đây là nhông nồi xéo đó. Thì thẳng là vậy mà xéo là vậy đó các bạn. Thì mình cũng gắn vô thử coi thử nó bóp hú hay không, mình sẽ báo chủ xe, hoặc là nó nhẹ nhàng hơn, nó mạnh hơn nhiều hay không mình sẽ báo chủ xe luôn đó. Này là bởi vì xe quay Y á, cái bộ nhông nồi nó khác xe cúp nha các bạn. Thì có một anh rất lý giải rất là đơn giản, bởi vì xe cúp nó mắc hơn nhiều thì đi nhông nồi xéo, còn xe quay nó rẻ hơn nhiều thì đi nhông nồi thẳng. Mình thấy cũng rất là hợp lý cái giá thành á, giá thành bán nguyên chiếc xe á các bạn. Rồi cảm ơn các bạn nhiều. Chào các bạn, so sánh chi tiết hai cục máy. Cục máy này là cục máy của xe cúp đời cũ, cục máy này tạm gọi là cục máy của xe cúp đời mới hoặc là quay Y đó. Thì ở đây là sẽ hai cái phân khúc khác nhau luôn, và ở đây là cái dịp hiếm hoi các bạn sẽ gặp được ở trên mạng. Thì cái đời quay Y này nó phức tạp hơn chút nữa, mình tạm gọi vậy ha. Cái thiết kế phần khung máy với lốc máy á, giống như là cặp lốc giữa của nó, giữa cái mẫu xe đời mới cúp quay quay Y và CT, nó khác một trời một vực với lại cái cúp đời cũ luôn, là cái cúp không xài lọc nhớt bên đây.
Thì mình chỉ với các bạn đừng có phân biệt xài lọc nhớt không xài lọc nhớt gì hết. Các bạn nhìn cho mình cái phần đầu bờ nè. Các bạn thấy cái phần đầu bờ không? Thì ở đây là các bạn thấy cái nắp chỉnh cờ là nắp tròn. Ở đây nắp chỉnh cờ vẫn giống full channel, full led mình hồi xưa hoặc là full led. Đó. Thì là một. Và cái thứ hai nữa là các bạn thấy hai bộ đầu lòng, đó, camera ngồi xuống. Hai bộ đầu lòng. Các bạn đó mình cặp vô vậy thì các bạn sẽ so sánh kỹ nhất, rõ nhất luôn. Đó. Rồi. Và lỗ ốc nè. Thì các bạn cứ nói là vậy. Sau này mà các bạn có thắc mắc gì các bạn nói, Tây ơi, xe anh đời 125 giống như cúp 125 quay 125 hay là full led hay CT hay dash gì đó, nhưng mà nè. Ốc lớn hay ốc nhỏ thôi, ốc đầu á, đó. Ốc đầu 10 hay ốc đầu 12 là xong. Các bạn phân biệt bằng ốc đầu cho mình là dễ nhất. Còn nếu mà nói chuyên sâu nữa thì cái đời quay y này nó lại khác cái máy cúp xài lọc nhớt nữa, nó khác về nhông nồi. Đó, qua lăng đồ nó cũng khác, nó có tạ nữa nha tí. Thì ở đây cái xe này là cái người chủ xe người ta quyết định là chị hú luôn. Nhưng mà ở đây là mình thông báo các bạn là chị hú thất bại, bởi vì nó là cả công nghệ đời mới hết. Từ lốc, từ số, từ nói chung mọi thứ nó sẽ khác biệt với lại đời cũ của mình. Riêng các bạn xài cúp đời này nè, em chỉ hú cho các bạn tuyệt đối 100% được. Dù đó giờ các bạn thấy full led cúp đời cũ không xài lọc nhớt. Còn nó chuyển qua hệ máy mới này thì thua. Em chỉ khắc phục được lỗi của bạn là bên sân cam, phụ tùng đồ em có. Bên nồi em làm chạy nhẹ nhàng hơn, bóc hơn. Hú em không nhận làm được. Còn sau này nếu mà có làm được hay gì đó em sẽ thông báo cho các bạn sau. Chào các bạn. Còn về nhông sơn dĩ xe quay y, xe cúp, xe full led thì nó sẽ đều có một cái bệnh chung là mâu giãn sơn. Là một, và cái hai khi các bạn thòng ra bờ các bạn lên ra nó giặt cọc cọc. Đó là do cái thiết kế. Đầu tiên nói về cái việc cọc cọc trước thì là do cái nhông này thì giữa có cái nhông hãng không tí? Thì giữa cái nhông hãng mà trên xe các bạn á, thì cái việc mà cái độ hở cho phép á, giữa cái cốt nhông và cái nhông nó quá nhiều. Đại khái là đây cái lỗ nè, cốt nhông khi các bạn bỏ vô á nó lỏng quá, nó lắc thì các bạn thòng ra giờ các bạn lên ra lại nó giặt nó kêu. Đó là qua đây thì nó là như vậy. Thì bộ nhông sinh dĩ tay thay vô cho các bạn nó sẽ giải quyết được hai vấn đề đó. Ví dụ là các bạn thấy là em lấy ra em bỏ vô rất là nhẹ nhàng đúng không, và các bạn thấy là mình độ rơ nó nè rất là nhiều, thì đó là lý do khiến cho xe các bạn nó kêu khi mà thòng ra giờ dạng lên nó cọc cọc. Thì cách xử lý là đây, các bạn thấy em nhấn nó bóp luôn nè, đó rất là khó vô đúng không, đó, và nó sẽ không có lỏng. Thực sự trong đây là nó phải có độ rơ, nó phải sống các bạn, nó sống thì mới đút ra đút vô được chứ. Nhưng mà vậy thì nó sẽ ngon hơn, nó hạn chế việc đó là một. Cái thứ hai nữa về chất liệu sợi sơn, thì cái sợi sơn nó trên xe này nó quá mau giãn, cho nên là các bạn đi một thời gian nó giãn thì các bạn bị cạ cả xe, các bạn nghe kêu sệt sệt sẹt sẹt hoặc là cọc cọc đúng không, là cái sợi sơn các bạn nó đụng vô cái cắt te đó các bạn. Thì mình sẽ thay qua cái sợi sơn này của mình là sơn Black Gold EK của Nhật ha. Đó, nó là của Nhật. Thì cái dòng sơn này nó cũng nhiều loại lắm các bạn. Thì cái này là sơn 420, là tạm gọi là 7 ly đi. Đó, thì là sơn 420. Thì nó là của Nhật luôn, chất lượng nó sẽ cao cấp hơn sợi sơn trên xe các bạn. Đó, và thêm một cái dĩ. Dĩ này thì rất là khó mòn, nó bằng nhôm nha, nó siêu nhẹ nhưng mà nó lại khó mòn hơn dĩ sắt các bạn luôn. Thì cái dĩ này là dĩ Emred do người Việt Nam làm và thiết kế, cái nhông cũng vậy luôn. Nhưng mà nó gắn bó với anh em chơi xe mình rất lâu luôn rồi đúng không? Bèo lắm là phải trên 5 năm. Thì anh em đã trải nghiệm rồi. Hồi xưa thì em đồng hành cùng với sản phẩm này thì còn phải chứng tỏ bản thân, giới thiệu thương hiệu, còn giờ không cần nữa. Thì anh em nào mà đúng cái người mà chơi á, thì sẽ biết cái dĩ này chất lượng như thế nào. Còn sợi sơn thì em cầm trên tay hộp lắc con EK này anh em cũng biết chất lượng luôn. Đó, thì hàng hiệu không cần phải giới thiệu. Thì em sẽ thay qua cho chủ xe. Rồi em cảm ơn các bạn. Thì hôm nay là ngày đầu tiên em chạy thử xe quay 2023. Cái xe này đúng ra luôn là 2024 rồi các bạn, tại vì người ta mua trong năm 2024 nha. Nhưng mà thiết kế của nó vẫn là 2023, là cái dòng phân khúc máy mới nhất của Honda. Nó là tất cả là mới hết. Cấu tạo máy tất cả mọi thứ ha. Thì mình chạy để mà mình kiểm tra
coi là khi mà những cái vấn đề mình làm trên xe này cần đăng cam, làm nồi gắn cam và gắn kim phun thì có xử lý được hay không. Thì những vấn đề ở trên xe á, gặp phải là mình đều xử lý tốt hết ha. Chỉ có một cái mà em thua cuộc cho xe này là em chỉ hú, em không chỉ hú được cho xe này. Thì vấn đề em chạy thử ở đây là cái gì? Để xác định thêm một cái quan trọng nhất là cây cam của mình gắn vào xe khi máy nguội như thế nào và khi máy nóng như thế nào, nó êm hay không êm. Đó. Thì tất cả mọi thứ thì hoàn thiện. Thì em chạy hôm nay Sài Gòn đúng 8/3 luôn, thì xe rất là nhiều, chắc chắn là máy nó sẽ nóng rồi, mình sẽ kiểm tra bơm nhớt khi máy nóng luôn vậy á, bơm nhớt nó hoạt động tốt rồi không, mát máy đồ nhiều hay không đó, mình kiểm tra hết. Nếu sản phẩm không được là không tới tay khách hàng nha, sản phẩm không được là mình sẽ hủy liền, giống như là mình có chỉ máy mình thí nghiệm á, bộ số á, là nếu mà không được là mình bỏ dự án liền, mình nói rảnh luôn. Chào các bạn, thì đêm qua em nó chạy lỗ đai từ tiệm em mà về nhà em thì tầm khoảng là 17 cây vòng đi, còn vòng về 18 cây. Nói chung là một đêm đó một chiếc xe em đi thì khoảng là được 40 cây các bạn. Một ngày em đi làm đi về đó, thì đây là số km nè. Thì nói chung là mọi thứ trên xe này hoàn thiện hết. Đến được em giao xe được cái nha. Khi bên đây làm lại số 3, số 4 chạy rất là khỏe, các bạn thấy số 4 không? Đồng hồ đèn báo số 4 thì nó không có bị như cũng lét hơn. Mình lên ga, mình dặn là nó đi, mình vẫn để số 4 luôn, dặn là nó đi nha. Chứ không phải như full led là các bạn phải trả số liên tục không. Xe này dành cho người là biến chút xíu được, các bạn để số 3, số 4 các bạn có chó, bạn tự nó vẫn đi nha, nó không có mất chó. Những lỗi cơ bản được khắc phục 100%. Thì sau này anh em nào mà sử dụng Y 2023, 2024 đời máy mới, là cái đời các bạn thấy nắp nồi nó nhỏ nhỏ, nắp lửa nó nhỏ nhỏ vậy nè, là xe đời mới đó, thì các bạn có thể kiếm em. Nó sẽ có những lỗi cơ bản gì trên dòng xe này cần được khắc phục. Một là gọng đầu đèn nó vẫn rè như full led. Hai là về phần nồi. Ba là về phần sân cam. Thì mình sẽ có cách xử lý khắc phục lại cho các bạn cảm giác nó êm hơn. Còn riêng về mà cái phần mà hú cho xe đời này thì em chưa thực hiện được. Và chính xác luôn á, thì là vào á, cái bay thẳng vào xe này thì em sẽ làm những gì. Một là em làm nồi trước, em thay chuông, em thay bốn cái càng dài và ba là xo nặng, một cái bơm nhớt. Về phần bên kia thì em làm cần đăng cam, sơn cam, đó là về phần máy. Và ở đây á, thì sau này luôn các bạn lưu ý với mình, các bạn thấy cái góc này rất là đẹp không. Thì cái xe này á, nếu mà anh em muốn rớt đầu lòng cạo khó xé xuống bắp, anh em không cần mở bửng, anh em chỉ mở giống vậy như mình là anh em đã rớt đầu được rồi. Nào mời camera quay vô đây đó, thì các bạn coi à, bắt đầu em bấm khởi động nổ nha. Nắp đó là em gắn thêm cho nó đẹp để mà các bạn coi thôi, rồi sau clip này là em gỡ ra đó, nhìn nó hay ha, và cái tiếng máy rất là êm đó. Em đang cho các bạn nghe tiếng máy luôn, thì không biết là em quay ngoài đường thì có tạp âm hay không, để em vô đây em ngồi. Thì trên xe này em có cam gắn như zin, không cần rớt đầu. Các bạn lưu ý với mình nha, cam gắn như zin full led gắn sao cam xe này cũng gắn y chang vậy, không cần rớt đầu. Kim phun họng xăng làm nhẹ, khi mà mình làm nhẹ họng xăng á thì tay ga các bạn đi rất là mượt và dễ chịu. Còn trên cái thiết kế, mình bàn sơ qua giờ chút xíu không? Trên thiết kế khí động học của xe này, anh em lùi ra sau một bước cho mình đi. Các bạn thấy không? Là cái xe rất là bự, đúng không? Mà cái phụt nè, cái phụt nhỏ xíu các bạn, nó chưa tới cầm tay của mình nữa. Đó, thì nó mất cân đối. Thì camera quay vô phụt giùm anh nè. Đó, cái phụt sâu á, thì nó như vậy đó. Nhưng mà nó có ưu điểm là nó có thêm một cái hộp đựng đồ ở đây cho các bạn tiện lợi nè. Và nó sẽ có thêm một cái nữa cũng là cái hay. Mời ảnh vô nhà ngồi thì có ghế cả. Các bạn thấy hãng Honda nó thiết kế quá không?
nó chống hết chỗ đây luôn nha các bạn, có ốp mặt nạ mặt để lên thì chẳng lẽ là em ráp hết á, nhưng mà em cố tình để như vậy để chi, để những anh em nào á mà giống như chưa có dịp va chạm á thì sẽ thấy được hình dung được luôn. Những anh em làm nghề chung với mình á, toàn bộ khúc này là chống hết. Thì hồi xưa đây là nguyên hộp boe lọc gió nè, thì chỗ này rất là chống nha, nhưng mà nó đem giờ xuống đây thì ở đây lại rất là cái khúc này nó dày đặc trên chích trong đây hết, nó là một cái hộp boe nè, rồi xử lý lọc gió đồ nằm đây hết đó. Ở trên xe này thì các bạn cũng thấy là anh chủ xe rất là chịu chơi ha. Thì ở dưới Cần Thơ là anh đã lên đèn bi cầu rồi nè, các bạn thấy ở dưới Cần Thơ là anh lên đèn bi cầu ở một cái tiệm gì T235 gì á, mình thấy ok, ảnh cái người làm đây dây điện cũng ok, ổ khóa là cũng ok luôn, điện đồ người ta làm giác đồ rất là đẹp. Thì tới cái phần tiếp theo của tay là phần máy nè, thì anh gửi lên ha để mình khắc phục những lỗi cơ bản. Nhìn đi nhìn lại thấy cái này vẫn đẹp nha các bạn. Rồi như vậy là xong 100% á cho xe quay y này. Thì bây giờ em kết thúc ở đây, em xin ráp hết, em cảm ơn các bạn.